Cô chào các con, hôm nay cô lại được gặp các con thông qua bài học này. Cô hy vọng mỗi một bài giảng thầy cô mang đến cho các con đều được các con ghi chép đầy đủ, nghiêm túc học và làm luyện tập bài tập tốt để khi hết đại dịch Covid chúng ta lại trở lại trường không bị gián đoạn chương trình học nghe các con. Các con thân mến, Bác Hồ là một vị lãnh tụ tài ba, là người cha của dân tộc Việt Nam. Hình tượng Bác Hồ đã đi vào thơ ca, nhạc họa và trái tim của nhân loại. Nhớ Bác, chúng ta lại nghĩ đến bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ. Đây cũng chính là văn bản mà hôm nay cô sẽ dạy cho các con. Bây giờ các con mở tập bài học để ghi bài và sách giáo khoa trang 63 để chúng ta học bài. Mở đầu bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, đó là đọc tìm hiểu chú thích. Các con mở sách giáo khoa trang 66 ra. Các con nhớ lấy bút chì gạch chân dưới những phần quan trọng trong phần tác giả và tác phẩm. Về phần tác giả là Minh Huệ, tên khai sinh là Nguyễn Thái, sinh năm 1927 và mất năm 2003. Quê ông ở Nghệ An. Về tác phẩm, xuất xứ được viết vào năm 1951 trong chiến dịch biên giới năm 1950. Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy cuộc chiến đấu của quân và dân ta. Về phương thức biểu đạt, văn bản này thuộc phương thức từ sự miêu tả và biểu cảm. Về thể thơ thì đây là thể thơ ngũ ngôn, tức là thơ năm chữ. Để tiếp tục bài học hôm nay, chúng ta bước sang phần thứ hai, đó là đọc tìm hiểu văn bản. Các con mở sách giáo khoa trang 63. Các con biết không, bài thơ Đêm nay Bác không ngủ là một trong những bài thơ thành công nhất viết về Bác Hồ và đã rất quen thuộc đối với đông đảo công chúng qua nhiều thế hệ. Bài thơ được viết dựa trên những sự kiện có thật, đó là vào năm 1950, trong chiến dịch biên giới, Bác Hồ đã trực tiếp ra trận chỉ huy cuộc chiến đấu. Đầu năm 1951, Minh Huệ ở Nghệ An gặp một người là bộ đội vừa từ Việt Bắc về. Người bạn ấy kể cho nhà thơ một kỷ niệm được gặp Bác trong một đêm trên đường đi chiến dịch. Câu chuyện xúc động và Minh Huệ đã dựa vào đó để sáng tác bài thơ này. Bây giờ, các con nghe cô đọc một đoạn trong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ. Đêm nay Bác không ngủ, anh đội viên thức dậy, thấy trời khuya lắm rồi, mà sao Bác vẫn ngồi, đêm nay Bác không ngủ. Lặng yên bên bếp lửa, vẻ mặt Bác trầm ngâm. Ngoài trời mưa lâm thâm, mái lều tranh sơ sát. Anh đội viên nhìn Bác, càng nhìn lại càng thương. Người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Rồi Bác đi rén chăn, từng người một. Sợ chóng mình giật thột, Bác nhón chân nhẹ nhàng. Anh đội viên mơ màng, như nằm trong giấc mộng. Bóng Bác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Thổn thức cả nỗi lòng, thầm thì anh hỏi nhỏ, Bác ơi Bác chưa ngủ, Bác có lạnh lắm không? Sau khi nghe cô đọc xong, các con nhớ đọc và học thuộc lòng bài thơ này để các con hiểu hơn về Bác. Bài thơ được trình bày như một câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác. Đầu tiên là hoàn cảnh. Trên đường đi chiến dịch, ngoài trời mưa và rất lạnh. Về thời gian thì đây là một đêm khuya. Về địa điểm, mái lều tranh sơ sát, nơi tạm trú của các anh bộ đội. Về nhân vật trong bài thơ, có hai nhân vật, đó là Bác Hồ và anh đội viên, hay còn gọi là anh chiến sĩ. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của bài thơ qua hai nhân vật. Đầu tiên là tâm trạng và cảm nghĩ của anh đội viên đối với Bác. Các con biết không, trong hai lần anh đội viên thức giấc, tác giả đã nói lên được tâm trạng của anh đối với Bác Hồ kính yêu. Lần thứ nhất thức giấc, anh rất ngạc nhiên vì trời đã khuya mà sao Bác vẫn ngồi trầm ngâm bên bếp lửa. Ngoài trời vẫn mưa lâm thâm, hình ảnh đó làm cho anh đội viên càng nhìn càng thương Bác. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ màng, bóng Bác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Với nghệ thuật so sánh,
Hình ảnh bác thật lớn lao và cũng vô cùng gần gũi, sưởi ấm lòng anh hơn cả ngọn lửa hồng. Trong sự xúc động cao độ, anh đội viên thổn thức, thầm thì và hỏi nhỏ bác: "Bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không?" Niềm tin yêu và sự lo lắng của anh dành cho bác thật gần và đầy xúc động. Mặc dù đã được bác trả lời, nhưng anh bụng vẫn bồn chồn, lòng vẫn bề bộn vì anh lo lắng cho sức khỏe của bác. Các con à, câu chuyện được đưa tới đỉnh điểm khi lần thứ ba anh đội viên thức dậy. Lúc đó trời sắp sáng mà anh vẫn thấy bác ngồi bên bếp lửa, nên anh hốt hoảng giật mình và anh vội vàng nằng nặc: "Mời bác ngủ, bác ơi, trời sắp sáng mất rồi, bác ơi mời bác ngủ." Nếu như lần đầu anh thầm thì hỏi nhỏ, thì bây giờ anh năn nỉ bác. Câu thơ thể hiện sự thiết tha, đầy yêu thương của anh đội viên dành cho bác. Đến đây thì câu trả lời của bác ngủ không an lòng. Một lần nữa, anh đội viên cảm nhận được tình yêu mênh mông của bác đối với nhân dân. Anh thấm thía vô cùng và anh nhìn bác, lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Các con ơi, qua diễn biến tâm trạng của anh đội viên đối với bác, tác giả đã rất thành công khi sử dụng nghệ thuật so sánh, quan hệ từ, câu cảm thán, từ đó làm nổi bật lên tình cảm của anh đội viên đối với bác như tình cảm của người con dành cho cha của mình. Đó cũng là lòng kính yêu vừa thiêng liêng vừa gần gũi, là lòng biết ơn và niềm hạnh phúc được nhận tình yêu thương và sự chăm sóc của bác Hồ, là niềm tự hào về một lãnh tụ vĩ đại mà bình dị biết bao. Các con à, để tiếp tục bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hình tượng Bác Hồ trong bài thơ. Hình tượng Bác Hồ hiện ra qua cái nhìn của anh đội viên được miêu tả qua nhiều phương diện: hình dáng, tư thế, cử chỉ, hành động, lời nói. Đầu tiên là hình dáng tư thế của bác. Bác ngồi lặng yên, vẻ mặt trầm ngâm, mái tóc bạc, rồi bác ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Ngoại hình của bác được lặp đi lặp lại và nhấn mạnh hơn ở lần thứ ba khi anh đội viên thức giấc. Qua đó, ta có thể nhận thấy rất rõ bác thức và suy nghĩ về cuộc kháng chiến, về vận mệnh của dân tộc trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Không chỉ có suy nghĩ đến vận mệnh của đất nước, trong đêm không ngủ, bác có những cử chỉ và hành động như dém chăn, đốt lửa, nhón chân nhẹ nhàng. Sự chăm sóc chu đáo của bác dành cho mọi người không sót một ai. Đây là một chi tiết đặc sắc nhưng rất giản dị và giàu xúc động, bộc lộ tình yêu thương chứa chan, sự tôn trọng, nâng niu của một vị lãnh tụ đối với những người chiến sĩ bình thường. Tấm lòng của bác giống như một người cha yêu thương, quan tâm con của mình. Bên cạnh đó, đáp lại lời năn nỉ của anh đội viên, bác trả lời rất gọn và ý nghĩa. Lời nói của bác thể hiện được nỗi lòng lo lắng đối với đồng bào. "Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Bác thức thì mặc bác ngủ không an lòng. Bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng, rải lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn. Trời thì mưa lâm thâm, làm sao cho khỏi ướt, càng thương càng nóng ruột, mong trời sáng mau mau." Qua đó giúp cho người đọc hiểu được tấm lòng sâu nặng của bác đối với chiến sĩ đồng bào. Các con thân mến, các con nghe cô đọc lại khổ thơ cuối của bài thơ: "Đêm nay bác ngồi đó, đêm nay bác không ngủ, vì một lẽ thường tình, bác là Hồ Chí Minh." Có lẽ khổ thơ cuối đã nâng ý nghĩa của câu chuyện, của sự việc lên một tầm khái quát lớn, làm cho chúng ta thấu hiểu một chân lý đơn giản mà lớn lao. Cái đêm không ngủ trong bài thơ chỉ là một đêm trong vô vàn những đêm không ngủ của bác. Việc bác không ngủ đã xảy ra thường xuyên,
Bác đã hy sinh bản thân mình vì dân tộc Việt Nam. Đó chính là lẽ sống, nâng niu tất cả chỉ quên mình. Các con à, cảm nhận được vẻ đẹp, hình tượng Bác Hồ cũng như tình yêu thương của anh đội viên dành cho Bác. Với nghệ thuật miêu tả kết hợp tự sự và biểu cảm, cô tin các con sẽ hiểu hơn về Bác. Một vị lãnh tụ tài ba nhưng cũng là một người cha già hết sức gần gũi với đồng bào chiến sĩ. Các con nhớ, học thuộc ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 67 và tìm đọc những câu chuyện và bài thơ nói về Bác Hồ. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng ta bước vào phần luyện tập. Các con làm bài tập số 2 ở sách giáo khoa trang 68. Nhớ làm vào vở bài tập để khi đi học, thầy cô sẽ sửa lại cho các con. Cô dặn dò các con. Các con nhớ học thuộc lòng bài thơ và nhớ soạn bài lượm vào tập soạn. Các con thân mến, bài học đến đây đã kết thúc rồi. Cô chúc các con luôn vui khỏe, ghi chép bài và làm bài đầy đủ để tuần sau chúng ta sẽ trở lại trường học nghe các con.